Này anh Simon, con ông Gioan, anh có mến thầy hơn các anh em này hay không? Ông đáp: Thưa thầy, có, thầy biết con yêu mến thầy. Đức Giêsu nói với ông: Hãy chăm sóc chiên con của thầy. Người lại hỏi: Này anh Simon, con ông Gioan, anh có mến thầy không? Ông đáp: Thưa thầy, có, thầy biết con yêu mến thầy. Người nói: Hãy chăn dắt chiên của thầy. Người hỏi lần thứ ba: Này anh Simon, con ông Gioan, anh có yêu mến thầy không? Ông Phêrô buồn vì người nói hỏi tới ba lần: Anh có yêu mến thầy không? Ông đáp: Thưa thầy, thầy biết rõ mọi sự, thầy biết con yêu mến thầy. Đức Giêsu bảo: Hãy chăm sóc chiên của thầy. Thật, thầy bảo thật cho anh biết, lúc còn trẻ anh tự mình thắt lưng lấy và đi đâu tùy ý, nhưng khi đã về già, anh sẽ phải giang tay ra cho người khác thắt lưng và dẫn anh đến nơi anh chẳng muốn. Người nói vậy có ý ám chỉ ông sẽ phải chết cách nào để tôn vinh Thiên Chúa. Thế rồi người bảo ông: Hãy theo thầy. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa kính ông, lạy khen Chúa. Mình xin mời quý vị ngồi. Ngày hôm qua chúng ta đã nghe cha Việt nói, cũng nói về Phêrô, nói về ba lần mà Phêrô chối thầy. Ngày hôm nay chúng ta bắt đầu suy niệm về ngày chia sẻ tĩnh tâm thứ ba cho chúng ta, là những người được gọi là trong huân hội, trong các hội hội đồng mục vụ. Ở trong đây có những hội gì xin cho con biết ạ? Hội các bà mẹ công giáo, rồi còn hội gì nữa? Hội Liên Minh Thánh Tâm, rồi hội gì nữa? Thăng Tiến Hôn Nhân, Cô Si Lô, có cao đoàn không? Có cao đoàn, có cao đoàn, bán ẩm thực nữa đấy, cái không có giỏi đó là không chịu được đâu đấy. Đón thiếu nhi nữa cha, có nhóm thiếu nhi nữa thì nhiều nhóm. Lý do khi mà chúng ta nghe tin mừng Thánh Gioan chương 15 mà con vừa đọc cho quý vị về ba lần Chúa Giêsu hỏi Thánh Phêrô: Anh có yêu mến thầy không? Và câu cuối cùng là Chúa Giêsu nói: Hãy theo thầy. Con đưa cái đoạn tin mừng Thánh Gioan vào ngày tĩnh tâm ngày hôm nay đối với quý vị, đối với cô bác anh chị, với chỉ một mục đích duy nhất, đó là mời gọi chúng ta, những người đã được sự mời gọi của cha quản nghiệp, và hơn hết nữa là mời gọi của Chúa Giêsu, thầy chí thánh, để gia nhập vào những hội đoàn, những hội nhóm này, trở nên những thành viên không chỉ với tên gọi nhưng là để phục vụ anh chị em mình, phục vụ giáo sứ. Hãy theo thầy. Có yêu mến thầy hay không? Nói về tình yêu thì nói về Thánh Gioan thư hoặc là tin mừng của Thánh Gioan chỉ nói về tình yêu thôi. Thì nói về tình yêu, phải chăng là mỗi người đang ngồi đây, đang hiện diện nơi đây, nếu không có tình yêu Thiên Chúa và tình yêu thương anh chị em, những thành viên trong hội và cộng đoàn các thánh tử đạo Việt Nam này, thì có lẽ chúng ta không có tham dự làm gì. Và khi con nói điều này, có nghĩa là nếu chúng ta đã bước vào những hội nhóm này, trở nên những thành viên này, mà ngoại trừ ý tưởng yêu thương phục vụ, còn một ý tưởng khác, thì chúng ta hãy nên suy nghĩ lại. Bởi vì không phải chỉ nơi đây, cộng đoàn các thánh tử đạo này, nhưng rất nhiều nơi, và quý vị từ qua giờ con cũng nghe chút ít
về cộng đoàn ở Bridgeport này, hoặc ở Hanford, hoặc là ở đâu đó, bất kể ở bất kỳ tiểu bang nào, mỗi một cộng đoàn Việt Nam khi làm việc với nhau, nếu không có tình yêu của Thiên Chúa hiện diện, mà mình đặt cái gì đó trên cái tình yêu đó, thì thông thường cộng đoàn luôn có vấn đề. Thì đề tài ngày hôm nay con nói về chữ quyền nhiệm đời sống đạo. Chúng ta là những người Kitô hữu, chúng ta là những người con cái của Thiên Chúa. Chúng ta nghĩ rằng chúng ta đến nhà thờ, chúng ta đọc kinh, chúng ta xem lễ, bấy nhiêu cũng có thể gọi là đủ. Nhưng con đã chia sẻ về vấn đề nói, Thánh Phaolô nói đức tin không hành động là đức tin chết. Và chính vì điểm đó mà chúng ta không chỉ đến nhà thờ để đọc kinh xem lễ, nhưng chúng ta đến nhà thờ để phục vụ, yêu mến Thiên Chúa qua người anh chị em của mình. Và để phục vụ yêu mến anh chị em của mình, thì chúng ta hãy nhìn lại đời sống đạo của chúng ta. Và điểm quan trọng đó là từ bỏ chính mình. Hôm qua, tối hôm qua con cũng có nghe nói, và hồi nãy trước khi lời giảng có một người nói là cái vấn đề mà cha Việt hôm qua nói là cố gắng quên đi những lỗi lầm để buông bỏ hay từ bỏ. Nhưng nếu như chúng ta không buông bỏ thì có nghĩa chúng ta đang làm nhau, chúng ta đang bị cám dỗ. Thì trước tiên nói về từ bỏ chính mình. Trong một thế giới đang chạy theo khoái lạc, lợi nhuận và sở hữu không ngừng, mà nói đến sự từ bỏ thì quả là quá xa vời. Bị ảnh hưởng bởi não trạng xu hướng vật chất, chúng ta thường coi những giá trị ở đời này như tiền bạc, danh lợi, địa vị là trên hết. Nói về vấn đề này, hai điểm chúng ta thấy là tiền bạc, danh lợi hoặc là địa vị. Chúng ta đặt câu hỏi cho chúng ta bước vào trở nên những thành viên của hội nhóm, hội đoàn này, chúng ta có nghĩ là chúng ta oai không? Chẳng hạn như người ta nói là chào ông chủ tịch, thấy anh này trẻ quá là anh chủ tịch thôi, nhưng mà cũng có oai đúng không? Nhưng mà nếu chúng ta để cái não trạng mà địa vị hoặc danh vọng nó vào vị trí và vị thế, thì tự nhiên chúng ta phải suy nghĩ thật nhiều. Danh vọng, địa vị không phải là xấu xa ở cái tư tưởng mà chúng ta bị kém dỗ bởi ma quỷ, bởi vì ma quỷ nó dùng quyền lực để chi phối chúng ta. Nhưng đối với Thiên Chúa thì danh vọng đó chính là tình yêu phục vụ. Thiên Chúa nói ta đến để phục vụ chứ không phải để người ta phục vụ mình. Hoặc giả như lúc mà các tông đồ của Thiên Chúa, của Chúa Giêsu biết được rằng Chúa Giêsu nói ta phải bước trên đường, lên trên đường để đón nhận thánh giá, thì mấy ông đó nói là biết việc gì sẽ ra với Chúa không? Có ai biết không? Ít nhiều các ông biết. Các ông biết là các ông biết Chúa chắc là sẽ bị chết đấy, sẽ bị ném đá đấy. Nhưng mà các ông không biết là Chúa chịu chết để lên vượt trên tất cả mọi quyền lực thế gian, chỉ để yêu thương và đón